Giới thiệu với các bạn, đây là đồng hồ JCB2408. Thì con này nó sẽ mắc một cái bệnh là khi các bạn nhìn đồng hồ này, khi các bạn xuất vôn thì các bạn không xuất được dao vôn, hoặc các bạn chạm hai kịp mà nó không tự ngắt đó, không để các bạn kẹp dòng nó không báo chạm nữa, hoặc là không có tải áp nữa. Thế thì để sửa con này thì các bạn tháo nó ra. Các bạn ban đầu thì làm nóng cái chỗ này ra, tháo cái mỏ này ra, tháo hết cái ốc vít ở xung quanh này ra, tháo hết ốc vít ra xung quanh ra. Xong rồi sau khi đây thì các bạn sẽ rút nguồn này ra, tháo bộ màn hình này ra, và lấy cái mặt này ra, lấy cái mặt này. Các bạn nhớ cắm đúng vị trí dây, cái màn màn hình này thì nhớ tháo ra, không là nó đứt dây cáp. Đấy, này là để đứt dây cáp. Các bạn có thể tháo hết ra. Ở chỗ phần này nó sẽ có một phần con tụ này, thì các bạn chú ý là các bạn ngửa lên. Ở đây nó sẽ có con 5 chân này để điều khiển này. Em phóng to, zoom to con 5 chân này cho anh. Đấy, con 5 chân này. Thì khi đấy thì các bạn sẽ thay thế mới con 5 chân này. Các bạn sẽ thay thế mới con 5 chân này. Ok, đây là mình sẽ tiến hành thay thế. Để ok. Thân mày. Dạ. Thân mày. Ok. Đây, khi các bạn thay xong rồi nhá, con 5 chân rồi nhá. 5 chân ở đây thì mình đã chỉ cho các bạn thay ở bên trong này rồi. Thì các bạn cần chú ý là cắm chuẩn các dây, cắm chuẩn các dây khi mà mình thay tháo ra như nào thì cắm vào đúng như vậy, đừng để nhầm lẫn. Các bạn chọn vào các mục mà các bạn mong muốn, ví dụ như đây là mình để bao nhiêu vôn thì tùy các bạn. Đấy, các bạn để nhanh chóng, các bạn chọn chế độ này. Đấy, chắc này các anh em mà đã hiểu rõ rồi. Thế thì khi mà ấy thì anh em giữ ly để cho nó chạy, anh em nhìn thấy đây. Đây là các bạn có thể là thử, các bạn có dây kẹp đồng hồ dòng hoặc các bạn thử nhớ nhấp nhẹ nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, ok nhé. Đấy. Rất là đơn giản nhé, khắc phục đồng hồ JCB2408 lỗi. Ok.